chào cả nhà, xin chào các anh chị và cô chú bác và các bạn. Hôm nay bếp mẹ Linh sẽ giới thiệu với cả nhà làm cái ta muối củ kiệu nha. Đây là củ kiệu mẹ Linh đã mua về rồi nha. Đây là củ kiệu mới mua về luôn. Cái này là khoảng 1 ký củ kiệu, củ này rất là bự luôn đó cả nhà. Hiện tại thì mẹ Linh mua 1 ký như này là củ kiệu là khoảng 80k đây nhé cả nhà. Rồi cả nhà sẽ chuẩn bị cho mẹ Linh khoảng 120g muối hột nha, và khoảng 200g đường. Nếu mà cả nhà thích ngọt thì có thể cho thêm đường, thêm đồ cho nha. Và cả nhà chuẩn bị cho mẹ Linh một củ cà rốt to như này đều để mình làm hoa, và khoảng 6 trái ớt khô nha. Đây, khoảng 6 trái ớt khô nha, 6 trái khô và một ít nước lọc để mình ngâm củ kiệu nha. Và cả nhà chuẩn bị cho mẹ Linh một trái dừa tươi và dừa lửa nha cả nhà, để mình ngâm củ kiệu nó ngon hơn, mình sẽ thay thế giấm nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm nha. Cái nước lọc như này mình sẽ cho cái hết muối vào luôn nha. Rồi, cả nhà sẽ hòa tan cái muối đi. Cho cái muối mình tan ra nha. Giờ cả nhà gắp cái gọt cái cà rốt. Cà rốt nha, nhà tỉa như này, nhà muốn tỉa bao nhiêu cánh thì tùy cả nhà nha. Mình thì mình sẽ tỉa 5 cánh, hoa mai 5 cánh nha cả nhà. Mình thì cắt sâu sâu xuống nha. Mình sẽ chia đều ra, mình cắt cái khứa ở trên này cả nhà. Đây, ở trên đây mình sẽ chia đều nó ra, rồi mình sẽ lấy đường ở dưới này cả nhà ha. Sau này mình cắt nó sẽ có cái đường ở đây, nó sẽ ra cái nhị hoa và cái bông của nó nha. Đấy đây cả nhà ha, mình cắt cái bông hoa mai. Cả nhà cắt cỡ như thế này thôi nha. Đó rồi, cả nhà đừng cắt dày quá nha, cũng đừng mỏng quá. Mình giờ mình đang có nắng á, mình sẽ cắt mình đem đi phơi nha. Giờ mình sẽ rửa qua nước muối cho đi cái bông của mình nó được tươi. Giờ mình sẽ gọt cái củ kiệu nha cả nhà. Mình sẽ ngâm vào trong nước muối này, củ kiệu mới của mình. Mình sẽ lột bỏ cái vỏ này đi của nó nha. Cả nhà, và mình sẽ cắt cái đuôi nó như thế này thôi, cắt khúc vậy thôi nha cả nhà. Cái nước muối của mình đã ngâm rồi, mình sẽ bỏ củ kiệu vô mình ngâm ra này. Củ kiệu mình lột ra một lớp vỏ là nó đã sạch trắng rồi. Đây ha, mình lột cỡ này thôi, mình gắp ra vừa rồi, đừng có ngắn quá. Ngắn quá khi mình cắt nó rất là khó luôn. Mình sẽ lột tiếp tục cho khi hết củ kiệu nha cả nhà. Làm lấy ra lắm luôn, mình cắt cỡ này nha cả nhà. Mình khi mình gấp á, nó không có bị mình gấp nó dễ ha cả nhà. Củ kiệu mình nó trắng, vô đây mình ngâm nước muối á, mình rửa ra nó ra sạch trắng, không cần mình phải phơi nắng hay ngâm cho đâu nha cả nhà. Làm theo cách của mình thì củ kiệu nó rất là ngon luôn, nó không có bị hăng mà nó giòn, đủ độ giòn của củ kiệu rất là ngon nha cả nhà. Rồi mình để lột tiếp tục nha. Đây, sau khi mình đã gọt củ kiệu, mình đã ngâm với nước muối này, cả nhà thấy không, cái củ kiệu mình nó to lắm luôn á, mà ngâm nước muối nó ra cái mùi hăng rất là ấy nha, rất nghe mùi hăng luôn nha. Mà khi mình ngâm với muối á, cái củ kiệu mình á
nó bớt mùi hăng này, nó sẽ giòn mà nó rất là thơm. À, bây giờ mình sẽ để ngâm qua một đêm nha, để mai là mình sẽ xả là. Đây cả nhà ơi, giờ cái củ kiệu mình đã ngâm với nước muối qua một đêm này, củ kiệu mình rất là trắng luôn, nhìn đã lắm cả nhà. Đây cả nhà thấy không, nó rất là trắng luôn củ kiệu mình. Này, giờ củ kiệu mình nó đã mềm, nó ra mùi hăng rồi nè. Giờ mình sẽ vớt ra, mình sẽ ngâm lại nước, rửa lại nước lọc, nước lọc và 2-3 nước nữa nha. Cả nhà ơi, sau khi mình ủ cái củ kiệu với cái đường á trong vòng 3 tiếng rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vào trong cái hộp này nha cả nhà. Mình sẽ làm một hộp nước dừa tươi nha, và một hộp với giấm này mình đã nấu sẵn rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vào để mình lấy nha. Để ra Milo ơi, rồi mình sẽ đổ giấm vào cái hũ nha. Bỏ cái hoa cà rốt vào nha kia nha, hoa cà rốt mình đã ép và phơi khô rồi nha. Ô, ớt trái vào nha. Mình sẽ ngâm hai cái nào nó sẽ ngon hơn nha. Mình tính làm dừa không, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ làm hai cái nó sẽ ngon hơn. Mình đã đổ ngập cái dừa và cái nước dừa và cái củ kiệu rồi nha. Này, đây cả nhà thấy không, củ kiệu mình nằm chìm ở dưới luôn, không có ấy nha. Giấm nha. Giờ mình sẽ làm dấu nha cả nhà. Cái ớt trái bên này là 6 trái là cái nước dừa, còn bên này là ớt. Bây giờ mình sẽ bỏ tủ lạnh nha. Ê cả nhà ơi, giờ cái củ kiệu mình ngâm trong vòng 1 tuần nó đã thấm rồi nha cả nhà. Đây. Đây cả nhà, đây là cái củ kiệu ngâm giấm, nó nước nó trong mà nó đẹp hơn là nó đẹp lắm cả nhà, ăn nó giòn mà nó thơm. Còn cái củ kiệu của cái dừa, đây củ kiệu của cái dừa đây cả nhà, nước của nó đục hơn mà nó không có thơm mấy nha cả nhà. Đây mà khi mình ngâm củ kiệu, ngâm cái củ kiệu mình nó thấm mà nó cũng vẫn trong, nhưng mà nó không có ngon bằng cái thằng củ kiệu của cái giấm nha. Bây giờ mình sẽ gấp ra để ăn với bánh tét nha. Bánh tét mình có rồi nè, kiểu nó không có trong đâu, nó màu nó đục. À, bây giờ mình sẽ gấp cái củ kiệu của cái giấm nha. Củ kiệu của giấm nhìn nó rất là ngon này cả nhà. Đây cả nhà nhìn cái củ kiệu của giấm này, cái màu nước của nó rất là đẹp luôn á. Giờ mình sẽ ăn thử hai cái, cái nào nó sẽ ngon hơn mà nó sẽ giòn mà nó thơm hơn nha. Đây, mình sẽ ăn hai cái, bây giờ mình sẽ ăn cái bánh tét nha. Đây, củ kiệu.
Bây giờ tiếp theo mình sẽ ăn với cái giấm nha. Ăn có kiểu có giấm thì nó có cái vị chua, chua ngọt ngọt rất là ngon cả nhà, ngon lắm. Mình ăn có kiểu với giấm nó thấm cho rất ngon nha. Rồi mình sẽ ăn cái bông hoa cà rốt. Bông hoa cà rốt mình phơi mà nó bị. Rồi cả nhà mình sẽ thử cái củ kiệu ngâm nước dừa thử như thế nào nha. Mình thấy củ kiệu giấm là ngon nhất rồi đó cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ ăn cái củ kiệu do nước dừa ấy vậy. Củ kiệu với nước dừa nó cái dừa nước dừa của mình á, nó bắt đầu nó có vị hơi chua chua hơi cả nhà, nhưng mà nó ăn không ngon bằng cái củ kiệu mình ngâm giấm đâu nha cả nhà. Nó mới bắt đầu lên vị men chua. Nếu mà ăn cái củ kiệu mà ngâm nước dừa cả nhà, ngâm cũng phải trong vòng nửa tháng, cả nhà phải thay nước dừa cho nó nữa. Còn mình thì mình không thay, mình để vậy luôn, khi mình để trong tủ lạnh được một tuần nữa cả nhà. Nó có độ lên độ chua hơi chua chua thôi cả nhà. Nhưng mà mình thích cái củ kiệu ngâm giấm nó sẽ ngon hơn, có vị chua mà nó rất là ngon hơn là cái củ kiệu ngâm dừa, ngon lắm cả nhà. Củ kiệu nước dừa nó mới có bắt đầu lên men nó lâu, còn cái củ kiệu ngâm giấm á thì nó sẽ thấm vô nó chua. Cả nhà để trong vòng nè, nếu mà cả nhà muốn để lâu á thì bỏ trong tủ lạnh á thì nó sẽ ngon hơn. Mình sẽ ăn từ đây tới Tết. Còn nếu mà cả nhà muốn ăn nhanh á, cả nhà bỏ ngoài trong vòng 3 ngày mình có ăn rồi thế nhỉ, ngon lắm. Còn nước dừa thì mình phải ngâm đi ngâm lại nha cả nhà. Chúc cho cả nhà mình làm món củ kiệu muối giấm hay nước dừa gì cũng được, để mình ăn món bánh tét trong ngày Tết nha. Mời cả nhà mình nha. Cả nhà mình thấy cái củ kiệu ngâm nước dừa hay ngâm giấm nó sẽ ngon hơn thì cả nhà cho mình một ý kiến này dưới nha. Cả nhà đừng quên cho mình một like và chia sẻ nha. Bạn mà chưa đăng ký thì mình đăng ký để mình nhận video sau hay hơn nha. Bye bye cả nhà.